Hello, xin chào tất cả các anh em nhé. Chào mừng em quay trở lại với siêu thị lồng chim. Trên tay em tươi đây là mẫu lồng cu gáy lục giác này. Như anh em mình thấy thì cái thầu thiết kế của chiếc lồng này sẽ là cái phần form ở trên đấy, bụng, và bè ra ở phía dưới này. Đấy, thiết kế là hai cặp cạnh đối xứng nhau, gọi là lồng cu gáy lục giác. Chất liệu của chiếc lồng này được làm bằng gỗ mun nhé. Đây anh em nhìn thấy này, chất liệu gỗ mun rất là xinh luôn. Đấy, lồng này thiết kế theo form khá đặc biệt. Với mỗi lồng này thì anh em có thể đặt cho lồng khuyên được được nhé. Lồng khuyên lục giác thì em cũng có làm cho khách hàng. Đấy. Riêng cái phần rộng này, cái lồng này là size 36, nhưng cái phần cầu, riêng cái phần cầu này thì em đo là 42 phân cơ. Đấy, nó rất là rộng rãi để nó có thể di chuyển ở trong lồng. Đây là lồng lục giác nên là nó sẽ rộng hơn cái lồng quả đào rất là nhiều, mặc dù là cùng size. Anh em nhìn thấy là đứng là đứng ở phần này, quay lưng ra đây thì rất là rộng khoảng cách này, từ cái cầu này mà cái lông cái đuôi đứng phía sau cũng thoải mái luôn nhé. Nó giống như kiểu lồng 40, rất là rộng. Đấy, anh em có thể sử dụng cái mẫu lồng này để đuôi vẫn ok luôn nhé. Anh em đặt hàng thì liên hệ bên tươi để sở hữu chiếc lồng cu gáy lục giác gỗ mun này. Cái lồng này thì em sẽ lắp móc lồng cầu trong lồng đây rồi. Anh em đều hoàn thành liên hệ với em tươi nhé. Đấy, rất là dễ dàng. Lồng cu gáy này, khay này thì tháo rất là tiện, xoay nhẹ cái chốt này ra. Đấy, vệ sinh cho chim rất là dễ luôn, tiện lợi. Đây, những cái lồng tròn này nó sẽ phức tạp hơn, anh em sử dụng lồng lục giác này để đứng ngô là được, để đứng ngô xong mình xoay chốt thôi. Đấy, ok luôn nhé. Đấy, anh em đặt hàng thì liên hệ bên em tươi để sở hữu chiếc lồng này. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem video.